Xin chào ngày mới. Hôm nay có 15 độ thôi, trời rất lạnh. Hôm nay chúng ta sẽ đi làng Grithorn, cách trung tâm Amsterdam khoảng hơn 100 cây và đi hết khoảng 2 tiếng rưỡi trên tàu. Đây là nhà ga trung tâm. Sau khi đi 30 phút thì chúng ta đến ga Ime Center và bây giờ chuẩn bị bắt một chiếc tàu nữa để đi hành trình ba chuyến tàu về xe buýt để đi đến Githorn. Sau khi đã đi 2 lần tàu, tàu chuyển rất nhanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi khoảng 30 phút nữa sẽ đến. Cánh đồng và quạt gió khắp nơi, ngập tràn quạt gió. Mưa thì đúng rồi, mà đang ngồi đợi xe buýt. Đây là đường vào làng Grithorn. Một ngày mưa và gió lạnh. Bỏ mấy trăm củ sang đây đi du lịch, hứng ngay một ngày mưa và lạnh nữa. Không biết Githorn đẹp thế nào. Đi tàu. Đi tàu ở Githorn. Hay mình đi tàu luôn. Chúng ta mua vé ở đây với giá 25 đồng cho 33 người để đi tàu nhá. Đi tàu ngắm sông Githorn ngày mưa, bắt đầu chuyến hành trình trên thuyền. Có hay nhỉ, để mấy cái thuyền ở trên bờ Githorn toàn là nước hay là nó bị ngập. Githorn trong truyền thuyết đây. Githorn trong truyền thuyết đây rồi. Lake, fresh water lake, but shallow, 1 meter. We don't know how to swim, just walk. Đây là cái hồ lớn nhất ở đây. Toàn cảnh làng, nhìn từ hồ. And group center on the facilities room. Already go to the building here on the left side. It's a group accommodation. Freshly built. Ngôi nhà siêu đẹp. Hoa ngập tràn. Nhiều vị thế. À, đỉnh thế này. Một ngày mưa gió được ăn pizza trên xe buýt thật là đã đời. Phê không? Ngon nhỉ? Ấm lòng luôn. Ôi. Pizza tan chảy. Ở về tới nơi thì trời nắng đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ ga Leicester Centrum về. Chiều dạo trên sông. Mai mình đi xong rồi cho con về rồi vợ chồng mình đi vào phố dạo ấy. Đây chúng ta chỉ ăn này thôi cho lành tít. Họ có hai tay. Delicious. Yes. Yes. Oh. Yeah. Rồi đúng sở thích của Ben luôn nhỉ. Ăn phê ngất người.
nâng lên để thuyền to đi qua. Nguyên một hệ thống luôn. Nâng hết đây á? Nâng hết cả cái đường này luôn á? Nâng cả đường luôn. Đỉnh vậy. Nâng đường để tàu đi qua luôn. Như Đà Nẵng luôn, ôi đỉnh thế. Là một con tàu to đùng, một con tàu to đùng đi qua. Ôi, tàu ở trong hay đấy, đi quá đường luôn. Quá đỉnh luôn. Wow. Xuống. Điều khiển rất đơn giản, chỉ một ông công nhân. Hạ cả một cái tàu xuống. Hạ cả cầu xuống để thành đường luôn. Mất khoảng 2 phút để đi qua. Rồi, hít luôn. Quá đỉnh. Đăn dóp. Quán rất đông luôn. Rất và xì lông. Món tôm tăm, mì và cơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.